Thưa các bạn, vâng, thưa các bạn, sau nhiều lần được cơ quan chức năng giáo dục, đối tượng Trịnh Bá Phương vẫn tiếp tục ảo tưởng về hoạt động chống phá của mình. Và mới đây, đối tượng này lại thể hiện trình độ thấp kém khi đòi thay mặt dân quan Dương Nội kiện nhà nước Việt Nam ra tòa hình sự quốc tế. Hành động ngu dốt và ảo tưởng này của Trịnh Bá Phương xuất phát từ việc ngày 15 tháng 9 năm 2017 vừa qua, Tòa án hình sự quốc tế ICC đã tuyên bố sẽ mở rộng phạm vi thụ lý sang các vụ việc liên quan tới những tội ác hủy hoại môi trường, khai thác tài nguyên thiên nhiên phi pháp và chưng thu tất cả đất đai của người dân trái pháp luật. Tuy nhiên, đầu óc ngu dốt của Trịnh Bá Phương chỉ nhìn ở hình thức bề ngoài chứ không hiểu được nhiều nội dung liên quan đến tòa hình sự quốc tế này. Chính sự ảo tưởng của đối tượng này đã gặp phải sự chỉ trích, chê bai và khuyên ngăn của đồng bọn dân chủ rỡm. Thứ nhất, để tòa hình sự quốc tế có thể thụ án vụ việc từ Việt Nam thì Việt Nam phải là một nước thừa nhận thẩm quyền xét xử của tòa hình sự quốc tế. Việc thừa nhận thẩm quyền xét xử là Việt Nam phải tham gia công ước Rome về việc thành lập tòa án hình sự quốc tế. Việt Nam hoàn toàn không phải là thành viên của công ước Rome nên không có cách nào để công dân Việt Nam có thể kiện chính phủ Việt Nam ra tòa hình sự quốc tế được. Thứ hai, dân quan Dương Nội là một đám ô hợp chuyên gây rối trật tự công cộng bằng việc tụ tập đông người trước các trụ sở cơ quan nhà nước, đặc biệt là trụ sở tiếp dân, và cầm theo những băng rôn khẩu hiệu có nội dung sai lệch, kích động tư tưởng. Dân quan Dương Nội là thành phần cặn bã trong xã hội bị lợi dụng bởi các thế lực thù địch nhắm phá hoại Việt Nam. Thứ ba, việc khởi kiện này sẽ gây phương hại đến uy tín, vị thế của Việt Nam đối với dư luận quốc tế. Hành động này không khác nào việc tự hủy hoại chính bản thân mình, tự hạ thấp uy tín chính quốc gia mình. Thứ tư, cơ quan nhà nước thu hồi và sử dụng đất tại Dương Nội là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Đại đa số người dân tại khu vực đó đều tuân thủ và đồng thuận. Tuy nhiên, lại có một số người, một số đối tượng hám lợi, đòi tiền bồi thường cao hơn mức quy định, nên thường xuyên khiếu kiện kéo dài. Ngoài ra, một bộ phận lợi dụng vấn đề này để kêu gọi và hưởng lợi từ số tiền mà các thế lực thù địch bên ngoài viện trợ vào để phá hoại, đó là Cấn Thị Thiêu, mẹ của Phương và Trịnh Bá Phương. Liên quan đến ý định khởi kiện nhà nước Việt Nam, Trịnh Bá Phương đã trả lời đài phản động RFA sau vụ án Trịnh Vĩnh Bình thì tôi được biết luật pháp quốc tế quy định bao gồm các cấp quận huyện và tỉnh thành mà sai phạm thì người đứng đầu chính phủ phải chịu trách nhiệm, cho nên việc ra quyết định cưỡng chế và đàn áp do nhà cầm quyền Hà Nội đã gây ra cho người dân Dương Nội thì chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm. Việc khởi kiện chỉ là hình thức bề ngoài, một hoạt động của đối tượng này chỉ hướng đến lợi ích cá nhân và kêu gọi tiền tài tài trợ từ thế lực chống đối bên ngoài. Tức là trong các tất cả các lần tiếp xúc với các đại sứ quán bao gồm Anh, Úc, Pháp, Mỹ cũng như các quốc gia dân chủ, các tổ chức nhân quyền quốc tế trong đó có cả cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc sang gặp tôi 20 tháng 10 năm 2015. Trong những lần tiếp xúc đó, tôi đều mong muốn nguyện vọng các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền hỗ trợ tôi và người dân Dương Nội trong việc khởi kiện nhà nước Cộng sản ra tòa quốc tế. Ý tưởng kiện nhà nước Việt Nam do đối tượng Trịnh Bá Phương nêu ra là ý tưởng điên rồ, ngu xuẩn từ một kẻ thất học, thất nghiệp. Bài học đắt giá của Cấn Thị Thiêu, mẹ của Trịnh Bá Phương vẫn không làm cho đối tượng này sáng mắt ra. Nếu còn tiếp tục thực hiện các hành vi chống đối, chống phá đất nước, thì tương lai của Trịnh Bá Phương sẽ vào bóc lịch cùng với mẹ mình, Cấn Thị Thiêu. Thưa các bạn,